Thưa quý vị và các bạn, tài khoản định danh điện tử là tài khoản chứa các thông tin cá nhân của công dân, được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID do Bộ Công an phát triển. Hiện nay, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ quan trọng, tạo điều kiện giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, bảo đảm tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả hơn so với trước đây. Thay vì phải mang theo nhiều giấy tờ cá nhân, chị Y Phim ở thôn Con Tum Cơ Năm, phường Thông Nhất, thành phố Con Tum chỉ cần đem một chiếc điện thoại có cài ứng dụng VNEID khi đến công an phường đăng ký thủ tục thường trú. Qua vài thao tác đơn giản, chị đã thực hiện thành công việc đăng ký thường trú cho các thành viên trong gia đình. Cùng với việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc thực hiện các thủ tục hành chính khác cũng nhanh chóng, dễ dàng hơn so với trước đây. Tôi cảm thấy nó rất là tiện cho tôi. Ví dụ là khi đi ra công an phường để làm giấy tờ thì mình không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ. Mình có thể thông qua là mình mở điện thoại cho công an xem là trong đó là có đầy đủ. Triển khai thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian qua, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều cách làm thiết thực để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Bên cạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, lực lượng công an các xã phường, thị trấn còn trực tiếp đến các hộ gia đình, tuyên truyền tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, nhà văn hóa thôn, làng hay trong các buổi họp, sinh hoạt. Đặc biệt đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điện thoại thông minh hoặc SIM chính chủ, lực lượng công an các cấp còn phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể mua tặng SIM, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử trực tiếp. Phối hợp với lại đoàn thanh niên, phụ nữ và các tổ trưởng tổ dân phố và hai thôn trưởng hàng ngày là tổ chức xuống với các thôn để đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 cho người dân. Có những người dân người ta không thể thực hiện được thì cán bộ sẽ xuống trực tiếp làm và hướng dẫn cho công dân kích hoạt. Đối với tài khoản định danh điện tử mức 2 thì ở phường sẽ làm công tác tuyên truyền, nêu các cái tiện ích khi người dân được đăng ký mức 2 thì sẽ được thực hiện tại cái cơ quan công an. Công an xã Vinh Quang đã tham mưu chủ ủy ban nhân xã thành lập các cái tổ đề án 06 ở các thôn làng trên địa bàn để hướng dẫn bà con cài đặt định danh điện tử VNEID. Ngoài ra, công an xã Vinh Quang còn tổ chức tuyên truyền ở trên loa phát thanh, trên nhóm Zalo của công an xã, và cử cán bộ chiến sĩ xuống các thôn làng để hướng dẫn bà con cài đặt VNEID trên địa bàn xã. Nhờ nhiều cách thức tuyên truyền linh động sáng tạo nên người dân trên địa bàn tỉnh đã hiểu rõ hơn về lợi ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ngày càng có nhiều người chủ động đến cơ quan công an để đăng ký cấp tài khoản. Tính đến tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Kon Tum đã thu nhận hơn 92.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, trong đó có gần 29.000 trường hợp đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và hơn 64.000 trường hợp đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Lực lượng công an các cấp hoàn thành thủ tục cấp hơn 42.000 tài khoản định danh điện tử, trong đó có gần 35.000 tài khoản định danh điện tử mức 2. Thôn người đồng bào dân tộc thiểu số thì một hộ có thể lên đến là 10 nhân khẩu, thì do đó thì không có thể nào mà nhớ hết được họ và tên hoặc ngày tháng năm sinh. Thì thông qua cái ứng dụng VNEID này, mình truy cập về phần thông tin cư trú thì mình có thể là xem cái thông tin của các thành viên trong gia đình đó. Và còn một cái lợi ích nữa là khi mà mình đi làm ăn xa hoặc là mình đi khỏi địa phương, đi khỏi nơi cư trú thì thông qua cái ứng dụng VNEID này thì mình có thể là gửi thông báo lưu trú đến mà công an xã, phường hoặc là thị trấn nơi mà mình đến đó, mà không cần trực tiếp phải đến tận nơi trụ sở công an để mà khai báo như trước đây. Ngày 27 tháng 6 năm 2023, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lời kêu gọi toàn dân trên địa bàn tham gia thu nhận và kích hoạt sử dụng định danh điện tử, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và công dân số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu, tham gia thu nhận kích hoạt định danh điện tử, trong đó phát huy vai trò gương mẫu của các hội, đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt là đoàn viên thanh niên.
Với việc tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ quan trọng, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin, dữ liệu điện tử và chỉ cần cung cấp số hóa một lần.